Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài khơi xa thì hoàn lưu của cơn bão Infa bắt đầu đã chạm đến khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 3 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan 320 km về hướng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14. Trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trong sáng ngày Chủ nhật. Trên đất liền thì từ chiều qua, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới. Nên từ nay tới ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 150mm trên đợt. Riêng tại khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100 cho tới 250mm trên đợt, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa diễn ra bất chợt nên không khí mát mẻ sẽ bao trùm nhiều tỉnh thành. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới phổ biến ở dưới mức 32 độ. Phải từ ngày 25 tháng 7 trở đi, khi mà mưa giảm, trời có nắng thì nhiệt độ mới tăng nhẹ trở lại. Đến với miền Trung, từ ngày hôm nay mưa dông cũng xuất hiện ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Sau đó mưa dông sẽ mở rộng hơn xuống Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đợt mưa lớn lần này ở miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 7, với tổng lượng mưa ước tính cũng dao động trong ngưỡng từ 50 cho tới 150mm một đợt. Riêng tại Thanh Hóa và Nghệ An có nơi trên 200mm trên đợt. Trước những diễn biến của mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo về một đợt lũ trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các tỉnh vùng núi, ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động với cường độ mạnh, khiến cho cả Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa cả ngày lẫn đêm. Trong ngày hôm nay, tại cả hai khu vực này thì mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi. Nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, với lượng mưa từ 20 cho tới 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 28 tới 30 độ,
còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30-32 độ. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay 23 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai phần phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, ở phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.